Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống dương lên theo kịp ánh đó là cái hạnh bố thí.
Thì cái hạnh bố thí nó nằm ở trong tứ nhiên pháp, cũng nằm ở trong lục độ ba la mật, hay gọi là sáu lục độ ba la mật. Thì cái hạnh bố thí này đó là nó nằm ở trong cái phẩm kinh A Hàm qua phẩm bốn pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hạnh và đồng sự. Thì cái bài pháp bố thí hôm nay chúng tôi chia thành một bài giảng. Tại vì tứ nhiên pháp nó có bốn phần, thì chúng tôi chia thành ba bài giảng. Cái bài giảng thứ nhất là bố thí, sau đó chúng ta học bài ái ngữ và cái bài lợi hành và đồng sự, thì chúng ta giảng một bài pháp nữa. Thì chúng tôi chia thành ba bài giảng. Thì kính thưa quý Phật tử, khi mà vị Bồ Tát vào đời để hóa độ chúng sanh, thì cái công hạnh của các ngài đó là luôn thể hiện cái lòng từ bi. Khi một vị Bồ Tát để nhiếp phục chúng sanh quay về với Phật pháp, thì ngài không có dụng tâm tính toán ở trong đó, mà chỉ làm sao cho tất cả mọi người đều hiểu biết về Phật pháp, nghĩa là quay đầu về Phật pháp. Thì chúng tôi xin nói sơ qua cái tứ nhiên pháp. Tứ tức nghĩa là bốn, pháp có nghĩa là những lời dạy của Đức Phật mà các thánh đệ tử đã đúc kết và biên soạn lại thành Tam Tạng Thánh Điển, thì gọi là pháp. Pháp này có công năng làm cho con người ta chuyển hóa được cái tâm của con người ta trở về với cái con đường thiện lành. Và nhiếp tức là nhiếp phục, tức là nhiếp hóa. Tứ nhiếp pháp tức là bốn cái phương pháp nhiếp phục để giúp cho chúng sanh quay về với chánh pháp. Thì hôm nay mình nói với nhau qua cái đề tài đó là bố thí mà gì, bố thí. Thì ở trong đạo tràng của chúng ta đó, quý vị cũng đã là từng đi chùa, cũng đã từng đọc qua kinh điển. Như vậy thì ở trong đây có ai biết bố thí là gì không? Có thể mình thử nói định nghĩa cái bố thí cho thầy. Ở trong đây có ai định nghĩa được bố thí mà quý vị? Bố thí là gì ạ? Xin mời chú ạ. Chú có thể đứng lên định nghĩa cái hai chữ bố thí. A Di Đà Phật. Dạ. A Di Đà Phật, đạo tràng vỗ một chầu tay thật lớn để tán thán công đức của chú. Xin mời chú ngồi xuống. Xin cảm ơn chú. Thì thầy xin định nghĩa bố thí. Thì chú định nghĩa cũng gần đúng rồi đó. Tức là chữ bố thí mình phân ra thành hai vế. Bố có nghĩa là cho ra, tức là ban ra, phát ra hoặc là công bố ra. Thí dụ như mình có một tác phẩm hay, mình có một bài thuốc hay, mình có một bài pháp hay, lúc bây giờ mình công bố ra, mình đem ra cho mọi người đều hiểu thì gọi là bố. Có nghĩa là chữ công á, vậy công tức là có nghĩa là cộng đồng á, tức là mình làm cho mọi người đều hiểu và hiểu được cái việc làm của mình nó có lợi lạc. Và cái chữ thí á, tức là ban tặng, có nghĩa là cho đi hoặc là biếu hoặc là cúng dường hoặc là cung dưỡng vân vân. Thì nó có nhiều nghĩa vậy. Thì cái chữ bố thí mà nói tóm lại đó, bố thí tức là cho ra một cách rộng rãi. Hay cái nghĩa thứ hai chữ bố á, có nghĩa là bố, người ta thường thường ta nói là bài binh bố trận hay là bài trí bài binh bố trận. Có nghĩa là bố tức nghĩa là nó thể hiện cái gì rộng lớn. Có thể mình hiểu như là bố có nghĩa là bố là cùng khóc,
mình hiểu vậy đó, bố là cùng cấp, mình quên mấy cái nghĩa kia đi, mình hiểu bố là cùng cấp là cho ra một cách rộng rãi. Như vậy thì bố thí là cho ra một cách rộng rãi và cho ra một cách cùng cấp rộng rãi. Đó, chúng ta tạm hiểu như vậy ha. Như vậy thì cái chữ bố thí đó quý vị, nó còn có ba cái ý nghĩa của bố thí. Tức là khi mình bố thí, mình phải hiểu thứ nhất là mình cho ra cái gì và cho ra cái vật gì để chúng ta gọi là bố thí. Như vậy thì cái bố thí trong nhà Phật á, tức nghĩa là mình cho ra một cách rộng rãi, nhưng mà cái vật của mình cho ra là vật gì không quý vị? Chẳng hạn như mình bố thí, cái vật của mình đem đi bố thí cho người khác là cái vật này nó phải đúng với chánh pháp, nó mang tính hộ pháp, nó mang tính đúng cái pháp lực luôn quý vị, thì mới gọi là cái nghĩa bố thí của nó. Còn nếu như ta cho mà cho không đúng á, ví dụ như mình cho phi pháp, ở trong đó nó mang tính phù phiếm, thì cái vật bố thí của mình nó không gọi là bố thí được. Và trong nhà Phật dạy chúng ta đó, tức là chúng ta không đem, chẳng hạn như cho người khác, chẳng hạn như thuốc nổ hoặc là súng đạn hay cung tên hoặc là dao gươm ha, vân vân. Vì quý vị biết cái, những cái vật này đó thì có thể người ta làm sai với cái ý nghĩa của pháp lực, và có thể dẫn đến cái sự bị pháp lực lên án. Chẳng hạn như ta cho về gươm dao á, mà cái người khác á, người ta không hiểu Phật pháp, thì người ta hành xử theo kiểu thế gian. Ví dụ như mình giận lên, mình nổi nóng lên, mình sân lên, thì có thể mình hành xử theo cái kiểu thế gian đó, có thể giết chết người khác, thì chúng ta cũng ảnh hưởng rất lớn. Cho nên Phật dạy chúng ta là không cho người khác bằng những cái như là súng đạn, súng nỏ, cung tên, gươm dao, nghĩa là những vật này mình không cho người khác được. Và thầy nhớ cách đây khoảng cả vài năm, thì quý vị biết cái vụ án mà giết chết 6 người ở Bình Phước đó quý vị. Thì đó, cái anh chàng này á, tức là ảnh có một giết chết 6 người bằng một con dao, bằng con dao Nhật. Thì con dao này đó là được cái người ở bên Vĩnh Long á, anh bạn bên Vĩnh Long tặng cho anh này. Đó quý vị thấy không? Thì anh này ảnh khi mà cái con người á, nó hành xử theo cái kiểu thế gian đó, tức là khi mình giận lên, mình làm theo ý của mình á, thì cái người cho con dao này, khi mà công an đó, người ta mới điều tra này, đó là cái con dao này là cái người khác tặng, một người bạn ở bên Vĩnh Long tặng. Thì khi điều tra ra cái anh tặng con dao á, là cái anh này bị phạt 12 năm tù, và cái anh giết chết 6 người này đó, tức là cái anh này đó là anh bị kêu án tử hình đó. Cho nên quý vị á, khi cho một người khác một cái vật đó, thì mình coi cái vật mình cho người khác là cái vật này nó có tác dụng như thế nào, ứng dụng như thế nào, chứ không phải mình cho cái gì cũng được ha quý vị. Chẳng hạn như mình bố thí cho người ta một căn nhà, hoặc là mình cho người ta tiền để người ta ứng dụng vào cuộc sống, hoặc là mình cho người ta những cái quyển sách kinh, hay là mình cho người ta về thực phẩm, chẳng hạn như thuốc men, gạo rồi đó, mình cho để cứu khổ những người đang khổ, những người có hoàn cảnh khổ hơn mình, thì mình cho như vậy đó nó đúng chánh pháp. Còn mà đem cho những các vật giống như là vũ khí, giống như thầy nói vậy đó, thì cái đó là nó phi pháp, nó không đúng với chánh pháp. Và ngược lại mình có tội. Khi pháp lực xử người khác hành xử theo kiểu thế gian, người ta có tội, mình cũng đồng tội. Và cái lực nhân quả thì cái người này cộng nghiệp như vậy, tức là mình cộng nghiệp với cái người mà người ta hành xử những nghiệp ác đó, thì mình cũng cộng nghiệp theo luôn đó. Cho nên, và thầy nhớ một lần ở trong quê đó quý vị, thì hồi lúc đó thầy còn nhỏ, thì thường thường là mấy anh lớn tuổi hơn đó, thì mấy anh hay chơi những cái trò chơi giống như là bắn đạn cu li nè ha. Thì mấy vị ở trong quê mấy vị biết rồi đó, bắn nạn thun nè, rồi chơi cu đó khất lên, rồi rồi cái cầm mấy cây tán như vậy đó, thì bắn ống thục rồi đó mấy vị.
Thì lúc đó còn nhỏ, rất nhỏ. Thì mấy anh lớn hơn mới tặng cho cái nạng thun. Thì tặng cho nạng thun là nạng thun để làm gì quý vị? Để mình đi bắn mấy con chim đậu theo mấy cây bông rồi đó, hoặc là con sâu rồi mình bắn, tại còn nhỏ nè, ham chơi mà, chơi ống thục rồi đó. Thì như vậy là cái lúc mà mình dương nạng thun lên bắn á, là nó không có trúng cái con chim đậu trên mấy cây bông đó, mà nó trúng một cậu con trai từ ở trong phía nhà đi ra. Thì đó là trúng vô cái chân cái sáu mũi, là hình như là thầy cũng không nhớ rõ, là như là cái cậu con trai này như là ôm mặt lại, thầy thấy lúc đó là ôm mặt lại và máu mũi chảy ra. Thì lúc đó tại vì mình lo sợ quá cho nên mình không có quan tâm cho nó, sợ lắm, sợ ba mẹ rồi hối hận cái việc làm của mình. Giống như là mình làm cái việc làm vui của mình á, vui theo kiểu thái quá, kiểu mà con nít đó quý vị. Thì mình nghĩ là mình vô tình thôi. Mình cố tình là bắn mấy con chim, nhưng mà thật ra bắn chúng mấy cái cậu con trai ở trong nhà đi ra. Thì đó là cái việc là mình vô tình. Thì từ đó về sau thầy rất là hối hận. Thầy cũng khuyên nên quý vị á, thí dụ như mình có con em á, thì khi mà người khác cho một vật gì đó thì chúng ta nên suy nghĩ cái vật này có cần cho con mình chơi hay không, có cần cho con mình chơi hay không. Hay là hoặc là thí dụ như đi ra đường người ta cho mấy cái cục đạn cu ly mà mấy đứa nhỏ nhỏ nó chơi đó, thì có khi đó, nó ngậm ngậm hay nó nuốt vô luôn cái gì. Như vậy thì mình không nên cho tất cả con em chúng ta lấy những vật người khác cho mà nó không có ứng dụng gì trong cuộc sống, nó không đáng để mình chơi, thì mình phải nên cảnh giác cái điều đó. Và cái thứ hai nữa là quý vị biết đó, tức là Phật dạy mình không đi cho nữ sắc có gì mỹ nữ, tức là trong cái công việc làm ăn thì trong công việc kinh doanh tính toán rồi đó, thì người ta hay dùng mỹ nhân kế quý vị, dùng mỹ nhân kế hoặc là nam nhân kế. Thì mặc dù mình là doanh nhân, là doanh nghiệp, trong cái công việc làm ăn á, có khi thì chúng ta lợi dụng mỹ nhân kế để mà người ta làm cái hình thức là trục lợi về bản thân cá nhân riêng về mình. Thì cái điều này Phật cấm kỵ chúng ta không được, có nghĩa là bố thí mỹ nữ quý vị. Tại vì cái điều này á, nó không phải là chánh pháp, nhưng mà nó là phi pháp, nó tà dại, nó không mang lợi, nó không lợi lạc cho người và không lợi lạc cho mình. Và cái thứ hai nữa đó, tức là chúng ta không cho bố thí cho thuốc độc quý vị, hoặc là xì ke ma tí đó. Nó cho mấy chất này thì có thể làm cho người ta ghiền. Chẳng hạn như thuốc lá nó cũng là thuốc, nó không phải là độc, nhưng mà nó trở thành thói quen. Ví dụ như những người hút thuốc á, nó trở thành thói quen. Và nếu trở thành thói quen á, thì người ta gọi sao? Gọi đó là tập quán nghiệp. Và nếu mà cái người nào mà trở thành thói quen, tập quán nghiệp thì khó bỏ. Hạn như quý vị thấy mấy người mà đi hút thuốc, chích xì ke, hoặc là đi làm những chuyện phi pháp á, thì cái người này dường như là họ trở thành thói quen á, mình phiên họ không được. Cho nên nếu như chúng ta giáo dục á, con em của chúng ta thì ngay từ lúc còn nhỏ chúng ta giáo dục không nên cho tập cho làm những giống như là chích xì ke, hoặc là buôn bán xì ke, hoặc là chúng ta trao đổi không được nữa quý vị. Và cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là cái vật mình cho quý vị, ai là người cho thì mình là người cho, đúng không? Nhưng mà khi mình phát tâm bố thí cho một người, cái đối tượng mình cho là người khác, thì khi mình cho đó, mình cho bằng cách là mình thực tâm, với cách là chân thành quý vị. Chúng ta không dụng tâm ở trong đó, không có nghĩa là chúng ta dùng cái khái niệm gọi là chúng ta bố thí đi rồi á, thì chúng ta sẽ được lại cái nó tương đương với cái vật mình đã bố thí. Thì lúc bây giờ đó chúng ta bố thí bằng cái tâm chân thật của mình, và chúng ta không dụng tâm và tính toán ở trong đó, và cũng không mong người trả ơn, thì có thể nói cái chúng ta có phước, nhưng mà nó chỉ là cái phước hữu lậu quý vị, phước hữu lậu.
Tức là hữu lậu là gì? Hữu tức nghĩa là có, mà lậu là nghĩa là nó còn rơi rớt, rò rỉ. Thì khi mà chúng ta bố thí một vật cho người khác mà chúng ta còn tính toán ở trong đó đó ha, tính toán ở trong đó. Ví dụ như mình đi bố thí cho người ta rồi cái mình nói là bố thí là mình có phước, và mình bố thí là mình nghĩ là ta làm việc bố thí là ta hơn những người khác, và mình so đo tính toán ở trong đó thì cái phước của ta là chỉ là phước hữu lậu thôi. Bởi vì hữu lậu là gì? Hữu lậu là cái nó còn, nó chưa được hoàn thành, nó còn rơi rớt rò rỉ. Chẳng hạn như mình đi buôn bán quá vậy, mà đi buôn bán mà mình không đóng thuế nhà nước đó, người ta nói là sao? Buôn lậu phải không? Như vậy thì cái lậu này đó là nó còn rơi rớt, nó còn đi qua các ngõ ngách, các cái khe để nó đi ngoài, tức là nó chưa hoàn chỉnh. Như vậy thì khi quý Phật tử mà muốn bố thí một vật cho người khác thì chúng ta dụng tâm cho nó đúng, nghĩa là chúng ta cho đi bằng một cách chân thành, và chúng ta không tính toán, và chúng ta không nghĩ là khi mình đã phát tâm cho ai đó rồi thì mình cũng không nghĩ là cái nhân vật mình cho là ai, đúng không? Khi mà mình đã phân biệt cái người cho là ai thì mình còn chấp vào cái người cho, đúng không vậy? Cho nên khi mình cho một vật gì đó thì mình phải dụng tâm trong đó, không có khái niệm tính toán trong đó thì chúng ta mới có phước báo. Thì chúng ta không có tính toán, không có nghĩ ngợi, không phân biệt thì chúng ta hoàn thành. Mà cái này gọi là gì vậy? Vô lậu, phải không? Vô lậu có nghĩa là nó không còn rơi rớt, nó còn không còn rò rỉ nữa, mà nó đã hoàn tất, hoàn thành. Thì chúng ta gọi là gì? Gọi là trong Pali gọi là Aphamita, nói gì? Có nghĩa là bố thí, nghĩa là bố thí độ, có nghĩa là độ là đi qua bờ bên kia, là đón đi ngạn nói vậy. Thì khi chúng ta đó bố thí như vậy thì cái phước của chúng ta nó mới tăng trưởng. Còn nếu như chúng ta bố thí mà cái tâm của chúng ta còn tính toán thì cái phước của ta nó không được tăng trưởng. Và khi chúng ta bố thí đó thì chúng ta không chấp vào cái người cho. Chẳng hạn như ta chấp vào cái vật của ta cho, và ta chấp vào cái người cho, và chúng ta bố thí hình thức nữa là chúng ta bố thí mang tính chất là cầu danh quý vị. Có nghĩa là khi chẳng hạn như bây giờ mình cho người ta một căn nhà đi, một căn nhà tình thương, thì mình đã nói là anh chị đó nghe, nhờ tôi á, nhờ tôi anh chị mới được có căn nhà. Rồi đầu mình nghiến răng kẹt kẹt rồi ha, mình hãnh diện lên. Rồi lúc đó là mình nói là tôi cũng khổ lắm, chứ tôi cũng giàu có đâu, dành dụm mấy năm trời mới có được 40 triệu để cho anh chị coi như che nắng che mưa gì đó, cũng là nhờ tôi. Như vậy thì mình nêu cao cái bản ngã vậy, nêu cao cái bản ngã mình lên, nghĩa là mình gặp ai mình cũng học hết, mình gặp ai mình cũng khoe khoang hết. Ta nghĩ là ta chỉ biết bố thí thôi, còn người khác là không bố thí được như ta. Bởi vì ta làm á, tức là hơn người, tức là mình tự nêu cao cái tôi của mình lên. Thì như vậy chúng ta bị tổn phước cái gì? Ta bị tổn phước. Cho nên khi mình cho một vật gì đó, nghĩa là mình không chấp vào cái vật cho và không chấp vào người cho. Chẳng hạn như bây giờ mình cho 50 phần quà từ thiện đi, thì bắt đầu á mình mới nói là cái người này tại sao mà đi nhận quà từ thiện mà còn chạy xe ha. Thế là mình chấp vào cái vật cho, rồi mình chấp luôn cái người cho luôn quý vị. Chẳng hạn như mà nói cái anh này đó, cái anh chàng này đó là ảnh giàu chứ đâu có nghèo đâu, nhưng mà ảnh là ảnh nhận quà, đúng không? Mà sao tại sao đi nhận quà mà chạy xe? Thì mình hiểu vậy đó sai quý vị. Khi mình đã phát tâm rồi á thì cái việc mà người ta nhận á thì mình hiểu đồng, là người ta hiểu chung đồng với nhau hết, là người ta đang có cái nỗi khổ, và hôm nay mình đã phát tâm mình cho rồi thì mình làm sao mình đừng có tính toán ở trong đó, đúng không quý vị? Mình không có tính toán trong đó. Khi mình đã cho rồi á thì dẫu cho người ta giàu hay nghèo gì mình không phân biệt, tôi đã phát tâm cho rồi thì người ta nhận sao đủ 50 phần quà là được rồi. Chứ mình đừng có nghĩ là cái người này giàu là người này đúng ra là không được nhận, còn cái người kia mới được nhận, tức là mình còn phân biệt. Và người ta đi xe đó, ở trong quê của thầy đó có cái cô đó cổ bố thí mấy trăm hàng quà, nhưng mà cổ nổi sân nữa vậy. Cổ nói tại sao cái người này giàu có như thế mà lại nhận quà mà còn đi xe Honda nữa.
Như vậy thì đi xe Honda tức là cái phương tiện, còn mình cho quà tức là cái tâm mình đã phát ra mình cho họ rồi, thì mình đừng có dụng tâm tính toán ở trong đó. Mình nói là tại sao đi nhận quà mà chạy xe đi, thì cái xe tức là phương tiện, người ta dùng chiếc xe này để người ta đến rồi nhận phần quà để người ta trở về thôi, đó là cái phương tiện. Chứ còn mình nghĩ người ta nghèo khổ mà đến đổi là không đi xe được thì cái này là quá rồi, mình nghĩ người ta quá, mình đưa người ta xuống quá. Cho nên khi mình đã phát tâm bố thí một vật gì thì mình đừng có tính toán ở trong đó, và cũng đừng có phân biệt ở trong đó. Và thí dụ thầy lấy ví dụ như giờ là chùa Kỳ Viên á, ví dụ như có cái quỹ ha, có cái quỹ là hỗ trợ cho những đứa học sinh nghèo đấy, hiếu học, ví dụ vậy đó. Thì bây giờ mình đã phát tâm, mình đã thành lập cái quỹ rồi, cái mình vô cái đồ có nhiều người á đăng ký vô để ghi lên, ghi tên lên bảng vàng đó vậy, thì gọi là gì quý vị? Gọi là gì? Gọi là cầu danh phải không? Cầu danh. Bố thí có khi có những người bố thí người ta dụng tâm và tính toán ở trong đó. Chẳng hạn như bây giờ mình cúng trong chùa một cây kiển đi, nhưng mà để tên mình vô, thì gọi cái tên này đó, mình để tên vô làm chi? Để tên cho mọi người ta hiểu mình đã làm được như thế. Nhưng mà còn bao người khác ta làm ta không để tên thì sao? Đâu phải con mình biết bố thí thôi, còn người khác không bố thí. Như vậy là cái nó gọi là gì quý vị? Gọi là cầu danh. Hay hoặc là mình xây cái cổng chùa, cái mình để tên mình lên cổng chùa luôn. Quý vị biết cái cổng Tam Quan là cái cổng trước Đại Hùng Vũ Điện đó vậy, là nơi trang nghiêm đúng không? Nhưng mà khi mình xây cái cổng chùa lên, cái mình để tên trên đó, thì mình để tên trên đó, người ta đi vô, người ta lại vô cổng chùa, người ta lại mình đó, người ta lại mình nói vậy. Như vậy thì mình bố thí như vậy đó, nó không có phước mà nó bị tổn phước. Thế thì mình được bao nhiêu giới, mình tu được bao nhiêu mà người ta đi vô chùa, người ta có người ta đứng ngoài cổng chùa, người ta lại vô, người ta không vô chùa lại, do cái công việc của người ta, người ta không vô chùa lại được, cho nên ta đứng ngoài người ta lại vô, thì người ta lại cái tên đó, cái tên mình nằm ở chân cổng chùa đó, thì người ta lại cái tên của mình là mình bị tổn phước cái gì đó. Cho nên mình bố thí mình đừng có phân biệt, và bố thí thì là ba la mật. Bố thí là mật tức là nó vô lậu này đó, có nghĩa là nó hoàn hảo, nghĩa là nó hoàn tất. Và cái này người ta không có tính toán, thì cái phước của mình á, cái phước của mình á nó rất rất lớn quá vậy. Thì có một lần á, cái ông sư huynh thầy tu ở trên thiền viện Trúc Lâm á, thì sư huynh thầy mới kể lại với thầy đó, tức là có cái cô này đó, tức là cổ phát tâm cúng trong thiền viện 5 tỷ đồng, mà cô cúng bằng tiền đô quá vậy. Thì cái buổi trưa hôm nọ đó là cổ đi vô chùa, thì cổ lại Phật, ở trong đó không có thắp nhang, tự vô lại Phật thôi. Lại Phật thì cổ móc cái bao tiền ra, cổ nhét những cái tờ đô vô trong cái thùng công đức, và camera nó quay lại. Thì cổ cúng, cổ nhét một buổi mới xong. Thì ngày hôm sau đó, cổ cũng vô chùa lại Phật nữa, thì cổ gặp Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng rất là tán thán cái công đức của cô, là cô làm việc mà cô cúng cô không có dụng tâm tính toán ở trong đó. Giờ cô có muốn cần lấy giấy công đức thì Hòa Thượng đưa cho cô, nhưng mà cổ nói là thôi Hòa Thượng hoan hỷ cho con đi con, tại vì con cúng muốn để cho quý thầy ở trong đây để làm cái việc như là xây chùa hoặc là tu học như thế nào đó vân vân, thì con cũng không cần lấy cái giấy công đức này, Hòa Thượng hoan hỷ cho con. Thì quý vị thấy đó, cái việc làm của cái cô này đó, làm việc mà không cần người khác biết. Cổ cúng 5 tỷ cho chùa nhưng mà không cần người khác biết cái gì. Thì cái này đó gọi là cái phước cô trọn vẹn đó, tức nghĩa là mình không có nêu cao cái bản ngã, mình không chấp mình cúng, mình không chấp cái vật mình cúng thôi, mình cũng không chấp mình là cúng, và mình cũng không cần ai biết hết, thì cái này nó hoàn tất quá vậy. Cái phước của mình nó rất là lớn, và cái này là ba la mật đó quý vị, cái này là lục độ ba la mật. Như vậy thì khi đó mà mình phát tâm rồi á, thì mình đừng có tính toán, mình tính toán thì nó sai chánh pháp đúng không vậy. Chẳng hạn như mình đi vô chùa, mình cúng con nải chuối
nhưng mà mình cầu quá trời luôn. Ở dưới quê chùa thầy đó, có cái cô kia có đem chuối vô cổ cúng chùa, trời ơi cổ cúng cổ cầu mà thầy đứng thầy nghe cổ giái luôn á quý vị, thầy nghe cổ giái mà thầy cũng mắc cười nhưng mà cũng không biết nói làm sao. Cổ nói trời ơi Phật ông độ cho lúa năm nay nhà con á coi như là chúng một công 60 dạ, trời ơi mà phải làm mấy chục công luôn, mấy mẫu luôn á. Như vậy là cúng con nãy chuối mà cầu quá trời cầu, thì quý vị nghĩ đi, cái cầu á nó không được quý vị. Tại vì mỗi người nó có cái dòng nghiệp, hãy mình tạo cái nghiệp gì á thì mình tạo cái nhân gì đó, mình tạo cái nhân thì nó có cái quả, thì cái tạo cái nhân là cái nghiệp của mình á, nó có cái dòng nghiệp, thì khi mình tạo nhân á thì nó sẽ có cái kết quả của nó. Mà cái kết quả đó nếu như á, mà mình làm việc chánh trực, mình làm việc chánh pháp thì có thể mình cầu chư thiên người ta quan hỷ. Chẳng hạn như quý vị biết bố thí, biết từ thiện, biết ăn chay niệm Phật, thì khi mình cầu với không có dụng tâm, mình cầu ví dụ như cho con có được trí tuệ sáng suốt á, thì cái này đó chư thiên sẽ quan hỷ, sẽ gia hộ cho mình. Còn mình không có cái phước á, mà mình cầu á, thì nó không được, nó không được kết nối, nó không được kết nối. Như vậy thì khi mà mình bố thí á, là mình không dụng tâm, thì cái phước của mình á, nó được hoàn tất, gọi là vô lậu. Còn mình tính toán thì nó không là vô lậu ha. Còn cái nữa là mình bố thí để cho mọi người biết mà mình kể công ơn nghĩa trong đó, thì cái này là cầu danh ha, quý vị nhớ vậy đó. Và cái thêm cái nữa là cái người bố thí, cái vật bố thí và cái đối tượng bố thí là ai ha, cái đối tượng bố thí là ai. Thì quý vị biết á, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy á, mình bố thí cho 1.000 người ác không bằng bố thí cho 1 người thiện, bố thí cho 1.000 người thiện không bằng bố thí cho 1 người biết giữ 5 giới, và bố thí cho 1.000 người giữ 5 giới không bằng bố thí cho 1 sa di giữ 10 giới, bố thí cho 1.000 sa di 10 giới không bằng bố thí cho 1 vị tỳ kheo, và bố thí cho 1.000 vị tỳ kheo không bằng bố thí cho 1 vị a la hán tu đắc đạo. Quý vị nhớ vậy đó. Chẳng hạn như bây giờ mình đi ra đường á, mình thấy người ta cùi đuôi ha, rồi què quặt rồi cái nọ đó, họ rất là khổ. Như vậy thì mình thấy họ mình thương không quý vị? Thương phải không? Mình thấy họ mình thương, nhưng mà có ai dám bảo lãnh, có ai dám đem về nhà mình nuôi không? Có ai dám đem con cùi về nhà mình nuôi không? Không có phải không? Thì mình thương họ, mình giúp đỡ cho họ, chứ mình không dám đem về nhà nuôi ha. Cái này khó. Nhưng mà một vị tu hành chân chánh có thể mình dám nuôi cái vị này cái gì? Mình dám cung dưỡng cái vị này, cúng dường á, gọi là cung dưỡng á. Thì thầy kể quý vị nghe mẫu chuyện thời trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì quý vị biết A Nan, ngài A Nan. Ngài A Nan là anh em họ với Phật, ngài đẹp giống như Phật mà có tướng hảo giống như Phật vậy đó. Thì một cái kiếp đó là ngài làm một cái vị thương buôn để mà đi qua nước ngoài buôn bán. Thì ngài đi qua cái ngọn núi vắng, cái ngọn núi này không có người ở, thì ngài mới phát hiện một vị tỳ kheo tu ở trên đó vậy, một cái vị tỳ kheo tu ở trên đó. Thì ngài thấy cái vị tỳ kheo này tu rất là thanh tịnh cho ngài, cho nên ngài rất là ngưỡng mộ. Và ngài mới phát tâm á, tức là ngài sẽ cúng dường thực phẩm cho cái vị tỳ kheo tu hành ở nơi này. Và sau này ngài phát tâm là ngài nuôi luôn cái vị tu hành này. Mà quý vị biết á, cái vị tỳ kheo sa môn này đó là đã chứng bậc a la hán rồi quý vị. Quý vị biết mà mình cúng dường cho cái bậc mà tu hành đã đắc đạo á, thì cái phước mình nó vô lậu quý vị, phước vô lậu. Thì do cái phước cúng dường cho cái vị tỳ kheo ở trên núi này đó, mà A Nan mãi trong những kiếp về sau đó
Ngài có trí nhớ tuyệt vời quý vị. Nghĩa là học ở chỗ nào là ai nói gì nhớ hết, nói qua quận một nhớ hết. Và đến cái thời mà thời Đức Phật đó, thì Ngài cũng là một vị tăng và theo Phật làm thị giả 30 năm. Thì Phật nói cái gì đó A Nan nhớ hết. Và cái lần kết tập kinh điển lần thứ nhất đó, thì A Nan trùng tuyên lại cái gì đó, Ngài lên pháp tòa rồi Ngài thuyết lại, Ngài trùng tuyên lại. Ví dụ như Phật nói ở đâu, Phật đang giảng ở đâu và thuyết bài pháp gì là Ngài nhớ hết. Đó là trí nhớ của một bậc A-la-hán đó quý vị. Cho nên á, thầy muốn nói đó, nghĩa là khi chúng ta cúng dường cho một vị mà bậc chân tu đó, thì cái phước báo của ta rất là lớn quý vị, rất là lớn. Và khi mà chúng ta tu tập á, thì do cái phước này nè, do cái phước này nó hỗ trợ cho cái trong cái công việc tu tập của ta. Thì quý vị thấy đó, cái người mà có phước á, thì họ ít lo lắm, đúng không chú? Cái người có phước họ ít lo. Chẳng hạn như họ muốn làm gì thì họ đều thành công, đó là do quá trình mình đã có tạo cái nhân bố thí thôi vậy. Nghĩa là họ muốn làm gì đều thành tựu hết. Còn khi mà cái người mà kém phước á, thì họ rất là lo và rất sợ, lo sợ, nó lo thêm sợ nữa. Thì khi mà cái người kém cõi phước đức, người lo sợ này đó, thì cái người này họ nếu như họ ít tu á, họ ít tu tập thì sao? Thì cái phước của họ không có và họ như thế hoài. Còn cái người mà có tạo cái công việc bố thí á, thì cái phước của họ tăng trưởng và trong cái công việc tu tập thiền định của họ đó, họ mau chứng đắc. Và tất cả các vị Phật ở trong mười phương á đều là tu cái hạnh bố thí này mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Cái gì nếu như chúng ta tu tập mà thiếu cái lòng từ, tức là thiếu tình thương, thiếu lòng từ bi, bi tức là gì, bi tức là cứu khổ, mà từ là lòng thương đó, từ bi là cứu khổ ban vui. Nghĩa là nếu như ta tu á, mà ta thiếu lòng từ, thiếu cái lòng bi thì chúng ta không tu tập được và không giải thoát được. Cái gì cho nên do đó mà chúng ta phải tập tu cái hạnh, tu cái hạnh từ bi. Và muốn từ bi thì gì? Muốn từ bi là chúng ta tập cái hạnh thương người, từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Tức là cái chữ từ là lòng thương quý vị, còn chữ bi á, tức là chúng ta nhổ tận gốc đau khổ của chúng sanh. Nên là chúng ta nếu như chúng ta có được phát khởi được cái tâm từ bi thì chúng ta nên tập cái hạnh bố thí. Và bố thí thì chỉ có bố thí thì chúng ta mới thành tựu được cái đạo nghiệp, và tu hành nó giúp cho chúng ta tu mau đắc đạo. Thì cái ý nghĩa của bố thí á, nó cũng có ba ý nghĩa. Và cái bố thí này đó thì nó cũng có ba cái cách để chúng ta bố thí quý vị, ba cái cách để chúng ta bố thí. Thì thứ nhất á, là chúng ta bố thí gọi là tài thí. Thì tài thí nó gồm có hai phần. Thứ nhất là gì? Thứ nhất tức là chúng ta bố thí nội tài. Nội tài là những cái bên trong của thân chúng ta. Còn ngoại tài là những cái bên ngoài thân của chúng ta. Chẳng hạn như cái mình bố thí về cái nội tài á, bố thí về nội tài tức nghĩa là chúng ta có thể là chúng ta che chở cho người khác. Khi người khác gặp cái cơn nguy biến, ta có thể che chở người đó. Và chúng ta có thể nhảy vào lửa để cứu cái người bị cháy, chết cháy. Và có thể chúng ta nhảy vào cái vùng lũ nào đó, chẳng hạn như miền Trung á, chúng ta đi cứu trợ miền Trung á, và chúng ta thấy những người mà bị nước nó cuốn trôi đó, thì chúng ta nhảy, liều mình nhảy để cứu cái người này. Thì cái việc làm này nó rất có ý nghĩa vậy. Cái đây là tức là bố thí cái thân mạng, dùng cái thân mạng mình để cứu cái người đang lâm nguy, hoặc là bị cướp cái gì, hoặc là cái người mà bị cướp nó rượt, thì chúng ta có thể giúp cái người này. Mà ở đây đó nha, thầy nói đó, cái người mà có võ công thâm hậu nha,
mới vô cứu nha, thấy mạng cốt là đang chém chém là vô chổng mà cứu là rất là nguy hiểm á. Rồi có võ công thâm hậu mới làm được cái chuyện này, chứ còn không là vô chổng là nó quất cho một vết thương là nó ai dạy với nó là ông thầy Dũng ông dạy là coi như là gặp cướp là vô cứu là đổi thừa là chết luôn đó, mà quý vị chết trước thầy chết sau, phải không? Cho nên mình có võ công thâm hậu, mình coi như mình biết cái lượng sức để mình giúp đỡ cái người đó, có thể mình cứu giúp được cái trong cái lúc họ đang lâm nguy, có thể mình giải cứu họ được đó. Hình bố thí, cái đó là cái kiểu bố thí là vấn đề nội tài. Rồi chẳng hạn như mình bây giờ đó, mình thấy người ta đang bệnh ngặt nghèo khổ, bây giờ người ta mất một quả thận, bây giờ mình có thể chia sớt ra quả thận. Cái việc làm này là việc làm Bồ Tát, thì chúng ta ở đây chắc lẽ là mình làm không được, nhưng mà nhiều khi là Bồ Tát, có khi là có những vị Bồ Tát thì ở trong đạo tràng mình có khi là có những vị Bồ Tát ở trong đây đó, có cái những vị Bồ Tát, có những vị đã phát tâm Bồ Tát hành Bồ Tát đạo nhưng mà chúng ta không biết được. Nhưng thầy cũng rất là khen cái anh chàng mà ở ngoài miền Trung hay gì đó, thì anh cho cái anh ca sĩ Minh Dương cái gì là cái quả thận, cho quả thận mà anh làm cái lễ là 40 năm sinh nhật lần thứ 40 đó, tức là anh lấy quả thận từ người khác, từ người 40 tuổi, tức là cái anh đó rất là cứu người, mà cái đó là gọi là bố thí nội tài đó vậy. Thì cái bố thí nội tài này đó là tức là cái ở trong con người mình đem ra bố thí. Thì cái người nào nếu như chúng ta còn quý cái thân mạng mình đó vậy, quý cái thân mạng mình, hoặc là chúng ta còn coi trọng cái thân mạng mình đó, thì chúng ta làm việc này không được. Ví dụ như mình cho máu người khác, ví dụ như người khác á, người ta đang thiếu máu, người ta đang bị trong một cái tai nạn gì đó, thì lúc bây giờ người ta thiếu máu, mình có thể cho máu người ta. Mình cho máu mình nghĩa là mình hiến máu cho người ta để cho người ta sống. Thì những cái vị nào mà phát tâm Bồ Tát đạo đó, hành Bồ Tát đạo đó, thì quý vị làm cái việc này được. Chứ còn mà nhiều khi mà cho thận rồi kia nọ, cho con mắt rồi kia nọ, thì cái việc làm này đó chúng ta làm được, mà việc làm này là việc làm của Bồ Tát vậy, làm Bồ Tát chứ chúng ta làm được. Thì bố thí cái nội tài đó, bố thí cái nội tài á, tức là dùng cái thân này để chúng ta bố thí cho người khác, giúp cho người khác hết khổ. Còn bố thí ngoại tài là gì quý vị? Bố thí ngoại tài tức là những cái ngoài thân của chúng ta, chẳng hạn như cái tiền bạc nè, tiền bạc hoặc là nhà cửa rồi ruộng nương rồi đó, thì lúc bây giờ đó người ta, lúc bây giờ mình đem ra bố thí cho người khác. Chẳng hạn như mình cho người ta căn nhà, hoặc là mình cho người ta miếng đất để người ta sinh sống, hoặc là mình cho mấy người mà cơ nhở rồi đó tiền bạc để người ta nuôi sống cái bản thân người ta, thì gọi là bố thí ngoại tài. Thì cái bố thí ngoại tài này đó, tức là cái vật mình đem đi cho đi đúng không quý vị, thì nó có hai nghĩa. Một á, là chúng ta tạo cái sản nghiệp bằng từ cái chính và cái mồ hôi nước mắt của chúng ta tạo cái sản nghiệp này, tự chúng ta tạo, và đây là của cải của mình đem lại cho người khác. Và cái thứ hai là chúng ta tạo sản nghiệp bằng cách là chúng ta dùng cái quyền lực, hoặc là chúng ta dùng người khác, là chúng ta là trục lợi từ cá nhân người khác đem thành cá nhân mình, và mình làm bằng cách là tiền bạc lấy trên xương máu người khác mà chúng ta đem đi bố thí, thì cái vật bố thí này nó không có giá trị. Cho nên khi bố thí đó, tức là chúng ta phải lấy vật của mình đem đi cho người khác, thì cái này nó mới có cái phước. Chứ còn không thì chúng ta không có phước đức. Cho nên khi một vị Bồ Tát vào đời để quá độ chúng sanh, thì Ngài luôn thể hiện cái lòng từ bi, dùng cái lòng từ bi để cảm hóa chúng sanh, để nhiếp phục chúng sanh quay về với Phật Pháp. Thì chúng ta học theo hạnh của Bồ Tát đó, chúng ta không làm được như các Ngài, nhưng mà chúng ta có thể vào chùa để chúng ta tu tập.
bà có thể làm con quả chùa vậy, làm con quả. Thì các vị mà nấu bếp rồi đó, làm nhà bếp rồi đó, nấu nướng rồi cho quý thầy hoặc là cho cái đạo tràng mình thọ thực đó, thì cái người này cũng là cái công hạnh của Bồ Tát đó vậy. Quý vị đó không được ngồi nghe pháp như quý vị, nhưng mà họ vẫn có được cái công hạnh đó là gì? Đó là họ cũng bố thí, mà bố thí công như quý vị, bố thí công. Còn ta ngồi ở đây ta nghe pháp, tức là ta học theo cái hạnh gọi là văn tư tu, tức là văn là nghe, còn tư tức là chúng ta tư duy. Nếu như mà chúng ta cảm thấy cái đó nó hợp với mình, nó là duyên của mình á, mình có thể tu tập được cái pháp đó, thì mình nên tư duy và tu tập. Cái thứ ba là tu, tức là văn tư tu. Văn là nghe rồi tư duy và chúng ta tu, thì gọi là văn tư tu. Thì cái văn tư tu này đó là chúng ta tu tập một thời gian thì chúng ta cũng sanh ra cái định. Và nếu mà chúng ta sanh ra định á, thì chúng ta phát được cái trí tuệ, phát được trí tuệ. Thì quý vị biết á, mấy vị mà đi vào chùa đó, không có, mình nói nôn na đó, thì có những người nói là mấy cái vị này đó không có phước á, là không được nghe pháp. Không phải đâu quý vị, tại vì pháp của Đức Phật á, vô lượng pháp môn. Như thế ai thích ứng với pháp môn nào đều có thể tu pháp môn đó được. Và cái giáo lý của Đức Phật đưa ra đó là nó ứng với mọi hoàn cảnh, ứng với mọi cái nghiệp thức của chúng sanh. Chẳng hạn như cái người không biết chữ, họ cũng tu được, họ tu niệm Phật cũng được, họ niệm Phật được mà. Còn cái người mà biết chữ thì họ có thể tu những pháp môn khác, ví dụ như tu về lục độ ba la mật, hoặc là tứ nhiếp pháp, hoặc là họ tu về tứ đế, ví dụ như người có trình độ cao hơn. Thì cái pháp của Phật á, nó ứng với mọi hoàn cảnh, ứng với mọi con người thì chúng ta đều tu tập được. Hạn như chúng ta ngồi đây nghe pháp là chúng ta tu theo là văn tư tu, không, tức là tâm vô lậu học á. Còn cái người mà làm công quả với bếp, tức là họ tu theo hạnh, cũng là cái hạnh bố thí vậy, hạnh bố thí. Tức là ta dùng cái sức lực này để ta làm cái việc này để ủng hộ cho người khác, mà không có dụng tâm cho nó vậy, không có dụng tâm tính toán đó. Thì cái vị này cũng gọi là Bồ Tát đó vậy, học theo hạnh của Bồ Tát. Đó, như vậy. Thì không biết mình tu làm sao chứ thấy mà nãy thầy thấy xuống dưới là thấy cái nồi canh chua với là thấy phái đó, mà cứ tu sao nhưng mà thấy là cái nồi canh chua là thấy ngon lành. Mình bây giờ mình học ở đây một chút xíu là mình có cơm ăn liền, mà quý vị thấy có phước không? Nghĩa là mình tu ở đây một chút xíu nữa là mình có cơm mình ăn liền. Như vậy là mình tu tập á, mình người ta nói làm vua thua làm Phật. Nghĩa mà làm con của Phật á, tức là mình á, là cũng không có giống hết nhiều Phật, nhưng mà chúng ta cũng phải, người ta nói là con giống cha là nhà có phúc, nhưng mà mình giống Phật không được hết, nhưng mà mình cũng phải giống theo cái hạnh của Phật, cũng phải giống theo hạnh của Phật. Nghĩa là mình tu làm sao đó là mình thể hiện cái lòng từ bi và mình thương yêu tất cả mọi người, mà trong đây không có dụng tâm ở trong đó. Như vậy thì cái ngoại tài quý vị hiểu rồi ha. Và cái thứ ba là tức là chúng ta bố thí pháp này nó rất là quan trọng quý vị. Chẳng hạn như mình có thể dùng cái pháp là những cái lời của Đức Phật dạy mà được các thánh đệ tử đúc kết thành Tam Tạng kinh điển đó. Pháp này nó có công năng đó, tức là để giúp cho chúng sanh vượt khỏi khổ não, lìa cái khổ và đến bờ an vui giải thoát, thì gọi niết bàn quý vị. Thì cái pháp này đó có thể chúng ta chuyển hóa được cái hoàn cảnh khổ đau của người khác. Ví dụ từ cái xấu, chúng ta có thể dùng chánh pháp của Đức Phật để biến hóa người này trở thành người tốt được. Như vậy thì pháp á, là lời của Phật dạy mà giúp cho người dựa trên cái nền tảng đạo đức này mà tu hành để đạt đến chánh giới giải thoát. Như vậy thì pháp của Phật á, cũng có công năng á, là giúp cho chúng ta tu hành để chúng ta
giải thoát cái nỗi khổ niềm đau. Như vậy pháp, cái pháp này thì bố thí pháp đó vậy, là nó có cái phước rất lớn hơn cái bố thí tài. Khi một bài pháp mà mình có những cái bài pháp hay mình chia sẻ, hoặc là mình có những cuốn sách hay đó quý vị, mình chia sẻ với người khác, thì người khác có thể người ta tu hành tiến bộ được. Chẳng hạn như quý vị mà nghe pháp thường á, quý vị cũng có thể tiến bộ. Và chính vì chúng ta nghe pháp này mà chúng ta có được cái sức thiền định quý vị, có sức thiền định. Và chính chúng ta nghe pháp này mà chúng ta sanh ra trí tuệ. Như vậy thì pháp ở đây là không phân biệt người giàu, người nghèo, không phân biệt trẻ già, cũng không phân biệt người sang hèn, cao thấp. Như vậy pháp có thể đến với mọi người, có thể đến với tất cả hoàn cảnh, và đến với tất cả con người ở trình độ khác nhau, có thể chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau. Như vậy thì cái bố thí tài đó quý vị, bố thí tài thì chúng ta có thể đó, chẳng hạn như mình đi ra đường, mình giúp cho người ta một số tiền để người ta thoát khỏi cái cảnh khổ đau, thì cái tiền này đó quý vị, thì người ta xài á, nó được trong một thời gian ngắn, nó vẫn là hạn cuộc quý vị, vẫn là xài trong một thời gian ngắn. Hoặc là chúng ta cho người khác một căn nhà thì cái này cũng trong một thời gian ngắn, nhưng chúng ta cho họ một bài pháp thì cái bài pháp này nó còn hoài, có thể người ta tu trong kiếp này và đến trong một kiếp sau đó người ta có thể trình độ cao hơn, và có thể tu tập để đạt đến chánh giới giải thoát là cũng nhờ cái pháp này. Còn mình cho người ta tiền bạc thì có thể người ta xài hết, thì nó vẫn còn hạn cuộc. Cho nên khi đó thầy phiên quý vị Phật tử đó, khi mình cho ai cái gì mình nên nói vài câu. Tại vì cái tứ nhất pháp này đó, tức là cái pháp của Bồ Tát, là cái pháp hành của Bồ Tát để khuyến khích chúng sanh đến đạo. Thì khi mà chúng ta cho một cái vật gì đến với người khác đó, thì chúng ta nói vài câu pháp. Có thể mình không cần nói gì nhiều, nhưng mà nói anh chị hôm nay ở chùa Kỳ Viên chủ nhật á, là có cái khóa tu một ngày an lạc, thì anh hoặc là chị đó có thể đến tham gia để mình tu tập cho một ngày. Thì trong một ngày này á, thì mình cảm thấy an lạc. Thì chỉ trong một tuần á, mình tu tập có một ngày, thì có thể mình cho bất cứ ai một cái vật gì đó, thì mình nên nói vài câu á, mình tiến tấn người ta, thì mình có lợi hai mặt. Thứ nhất là mình vừa bố thí tài, phải không quý vị? Mình vừa bố thí tài mà mình cũng là vừa bố thí pháp, tức là nó có hai mặt. Còn mình cho người ta không á, mình cho người ta mà mình cho người ta mà mình không nói câu nào hết trơn, thì người ta nghĩ là người ta khổ thì sẽ có người khác cứu ha, người ta nghĩ vậy đó. Người ta khổ thì sẽ có người khác đến cứu cho mình hết khổ, mà người ta không biết khổ này, cái nỗi khổ này nó từ đâu, cái nguồn gốc nó ở từ đâu. Thì con người nó có cái dòng nghiệp cái gì, chẳng hạn như thầy nói nãy đó, cái người mà họ không lo đó, họ ít lo, thì cái người này họ có phước. Còn cái người mà suốt ngày họ cứ lo nghĩ, dụ như ăn hôm nay tính toán ngày mai, như vậy thì cái người này họ có phước. Còn cái người có phước là họ rất vô tư, họ muốn làm gì cũng được, họ muốn làm gì đều thành tựu, và họ không lo nghĩ nhiều, thì cái người này đó họ có phước. Còn cái người kém cỏi bất đức đó, thì khi đó mà mình cho họ một vật gì mà mình không có nói cho họ hiểu về cái cách đi chùa để tu tập á, thì cái người này họ vẫn như là vô minh, không biết gì hết. Họ nghĩ là tôi khổ sẽ có người cứu, tôi khổ sẽ có người giúp đỡ, họ nghĩ như thế đó. Thì như vậy là cái ngoại tài này đó, tức là mình dùng cái tiền bạc cho người ta, hoặc là mình dùng nhà đất hoặc là ruộng nương mình cho người ta, nhưng mình làm sao người ta đến Phật pháp, cái điều này rất là quan trọng. Chứ không phải mình thấy người ta nghèo cái mình lại mình cho người ta cái xong, nhưng mà phải khuyến khích người ta làm sao đến chùa để tu học Phật pháp, cái điều này rất là quan trọng. Và cái thứ ba là gì quý vị? Bố thí vô úy.
vô quý thí, tức là vô quý thí, tức là bố thí vô quý, tức là mình cho người khác cái không sợ hãi quý vị, cho người khác cái không sợ hãi. Hồi nãy là mình bố thí tài rồi, bố thí pháp rồi, giờ mình bố thí vô quý, tức là mình thấy trong cuộc sống này đó, con người ta có 100.000 cái mối lo âu sợ hãi quý vị, 100.000 mối lo âu sợ hãi. Quý vị thấy thông thường mà mình thấy cái sợ là gì? Cái sợ nó rất là bình thường. Có nhiều người sợ rắn, mà sợ gít, sợ chuột, đủ thứ sợ hết. Có người không sợ rắn, sợ chuột, sợ gít, nhưng mà sợ mũi. Có nhiều người không sợ mũi mà sợ sâu. Ví dụ vậy đó. 100.000 cái mối lo sợ trên thế gian này. Thì lúc còn nhỏ đó, còn nhỏ thì mình sợ là mình làm không vừa lòng cha mẹ. Lớn lên thì sao? Lớn lên thì mình sợ thua xúc bạn bè. Mà lớn lên chút nữa thì sao? Lớn lên chút nữa thì mình sợ là mình không có người bạn đời như ý, và mình sợ xua xúc người ta. Rồi đến lúc mình mà lớn lên già rồi đó vậy, thì mình sợ chết. Sợ chết đúng không? Sợ bệnh, sợ chết, đủ thứ sợ. Nghĩa là trong cuộc sống này 100.000 mối lo âu sợ hãi của con người. Như vậy thì chẳng hạn như mình đi ra đường, mình thấy người ta đang bị nạn hay gì đó, thì mà đến mình cứu người ta, mình giúp cho người ta, thì cái này là mình giúp về vô quý thôi vậy. Nghĩa là mình giúp cho người ta không sợ hãi. Hoặc là mình ở một hôm nào mình đi trên đường phố mà lỡ gặp những em bé đi lang thang đó, thì mình có thể giúp cho họ, tại vì mình biết họ đã đi lạc. Hoặc là cái vị này không có cha mẹ mồ côi cơ nhỡ, có thể mình giúp, có thể mình đưa vô nhà trẻ, hoặc là mình giúp sức, mình giúp tiền bạc vậy đó, cơm áo, gạo tiền cho cái vị này để giúp cho cái vị này trưởng thành. Thì cái này là chúng ta bố thí vô quý. Hoặc là mình thấy trong cái nỗi sợ hãi của người khác đó, lúc bây giờ ta đến ta giúp đỡ họ, chia sẻ nỗi khổ niềm đau với họ, thì trong lúc này họ rất là mừng. À, cái người mà lâm vào cái cảnh khổ não đó mà có người khác đến giúp đó, thì cái người này rất là mừng quá vậy. Thì cái vô quý đó, tức là mình đem những cái không sợ hãi đến cho người khác, giúp cho người khác bớt sợ hãi, hết sợ hãi, thì cái này gọi là vô quý quá vậy. Thì cái vô quý này đó, thì mình muốn bố thí vô quý này đó, chúng ta phải tập tu. Chúng ta phải tập tu. Cho nên cái người mà dám đi vào đời bố thí vô quý á, là cái người này họ hiểu được cái bản chất cuộc đời là vô thường, vô ngã, thì họ không còn sợ nữa. Tại vì nếu mà người nào còn sợ chết á, tức là mình không có tu cái pháp vô thường. Còn người nào không sợ chết á, tức là có tu pháp vô thường rồi. Tại vì Phật nói á, sanh lão bệnh tử, không, ai cũng phải chết hết. Cho nên cái người nào mà thiếu tu về cái pháp vô thường á, thì cái người này sợ chết vậy. Cho nên cái người mà bố thí vô quý đó, thì cái người này họ dám hy sinh cái thân mạng của mình để cứu giúp người khác mà họ không sợ hãi. Thì muốn không sợ hãi này đó, thì chúng ta phải tu. Chúng ta phải biết cái bản chất cuộc đời này nó vốn là vô thường, nó vốn là vô ngã, cho nên chúng ta không chấp. Và chúng ta cảm thấy đó, cũng không mong về cái quyền tước danh vị, không? Chúng ta không cầu mong về tiền tài danh vọng, thì chúng ta không cầu cái này, cho nên chúng ta cảm thấy nó không sợ mất, chúng ta không sợ mất. Và chúng ta cũng không cầu mong tiền tài danh dự, danh vọng gì trong cuộc sống này, cho nên chúng ta không sợ thiếu. Và chúng ta cũng không sợ chết, vì chúng ta biết cái cõi đời này nó vốn là vô thường, sanh lão bệnh tử. Cho nên cái người này có thể đi vào đời để cứu giúp mọi người, có thể xưng phong giống như là một chiến sĩ ra trận. Họ không sợ sệt nữa, họ sẵn lòng, họ dám bỏ cái thân mạng này để giúp cho người khác, làm cho người khác được an vui. Như vậy thì cái người này sẵn sàng bố thí vô quý, quý vị. Thì cái bố thí á, quý vị nhớ kỹ á, là nó có ba cái ha. Thứ nhất là tài thí,
Thì tài thí nó quý vị nhớ kỹ nè, tài thí thì nó có hai phần, đó là nội tài và ngoại tài. Thì chúng ta phải biết nội tài là những cái bên trong của thân thể mình, ngoại tài là những cái bên ngoài của mình trong này bố thí cho người khác. Và pháp thí là những lời Phật dạy, là những đạo đức, là tam tạng kinh điển có công năng đưa cho người thoát khỏi cái nỗi khổ niềm đau, thì gọi là bố thí pháp đó. Và cái thứ ba là vô quý thí. Và thầy nói cái lợi ích đó, vậy lợi ích của cái việc bố thí, lợi ích của việc bố thí thì chúng ta dẹp được cái lòng tham lam ích kỷ. Thường thì quý vị thấy trong cuộc sống này đó, hễ là cái gì người ta cũng gom về mình, đúng không? Mình đâu có chịu ra đâu, mình đâu có chịu ra. Hồi nãy bố thí là cho ra, phải không? Nhưng mà mình đâu có chịu ra, mình cứ cái gì mình cũng ôm vào cái tâm của mình hết, chứ mình không cho ra. Thì mình học cái cách bố thí để mình dẹp được cái lòng ích kỷ tham lam, tức là chúng ta mở rộng cái lòng từ bi để mà chúng ta ban bố ra những cái gì mình có được, có thể mình chia sẻ với mọi người. Thì người ta nói sao? Người ta nói đó, cái người ngu á, thì người ta bảo là cho hết lấy gì ăn. Còn cái người trí á, là người ta nói ăn hết lấy gì cho, phải không quý vị? Thì cái người mà giàu nhất á, là cái người biết cho ra, quý vị. Cái người biết cho ra là người đó người giàu. Tại vì cái người này, khi mà một cái người mà biết bố thí, thương yêu người khác á, biết giúp đỡ người khác, thì cái người này đó họ không có dành riêng cho mình, tức là họ đã bỏ được cái lòng tham, cái lòng bỏn sẻn ích kỷ. Thì cái người này giàu quá vậy, cái người này trong cái tạo cái nhân và đời sau sanh lên rất là giàu. Và cái thứ hai đó là gì? Tức là chúng ta đã kết duyên với mọi người. Tức là giống như nãy thầy nói đó, cái người mà đuôi cùi què hoặc sức mẻ đó, là những cái người này đó, mình thương họ, mình giúp đỡ cho họ, thì cái phước của mình rất là ít, phải không quý vị? Nhưng mà mình giúp cho cái người cái có cái phước nhiều, chẳng hạn như quý thầy, quý chư tăng, một vị tỳ kheo bậc A La Hán rồi đó, thì cái phước của mình lớn. Nhưng ở đây có nghĩa là thầy nói, thầy không phải phủ nhận là quý vị không bố thí những người nghèo khổ, chẳng hạn như người tàn tật, công ngộng rồi đó, đuôi cùi sức mẻ rồi đó, thì cái những người này đó, quý vị bố thí những người này vẫn có phước. Và cái mục đích ta bố thí những người này đó là chúng ta kết duyên với họ, và biết đâu chừng những cái người này đó sau này có thể họ trở thành cái quyến thuộc của mình, nói gì, trở thành quyến thuộc của mình. Chẳng hạn như mình bố thí để gieo duyên. Chẳng hạn như bố thí để giao duyên á, trong đây á, tức là người và loài vật. Chẳng hạn như mình đi ra sau vườn chùa Kỳ Viên, mình thấy có một bầy kiến nó đang bò. Thì quý vị biết kiến nó đang bò, nó đang kiếm mồi đó quý vị. Thì giờ mình lấy cục con nguội mình bố thí nó. Cái đó cũng là bố thí đó quý vị, nhưng mà để giao duyên. Biết đâu chừng những cái bầy kiến này đó, là trong những kiếp tới này đó, nó sẽ làm đệ tử của mình, hoặc là nó làm quyến thuộc của mình quý vị. Nó làm quyến thuộc của mình. Ở cho nên ta bố thí là chúng ta để kết duyên với mọi người và mọi vật như vậy, và chúng ta tăng trưởng lòng từ bi. Thì cái người mà bố thí đó, thì cái người này họ có lòng từ bi, họ mới làm được cái việc bố thí. Còn nếu như cái người mà tham lam, ích kỷ, bỏng sẻn, thì người này không bố thí được, thiếu lòng từ bi là không bố thí được. Chẳng hạn như bây giờ mình tu một chữ một thôi, đó là lòng từ. Cái người mà thiếu lòng từ là không có thể bố thí được cái gì, không làm được việc nghĩa, không bố thí, không cho ai hết đó. Thì cái tâm họ lúc nào cũng bủng xỉn, về keo cọt này kia nọ, chứ là họ nghĩ là cho đi nó sẽ mất. Nhưng giống như nãy thầy nói đó, cái người ngu là cho đi sẽ mất, mà cái người trí thì ta nói là bây giờ mình ăn hết lấy gì cho, đúng không? Như vậy thì bố thí là để tăng trưởng lòng từ bi đó. Cái người mà bố thí càng nhiều thì sao, họ rất giàu, quý vị, họ rất giàu.
Cho nên trong cái kinh có câu đó là kiếp này mở hộ bao bố thí nên kiếp sau địa vị được giàu sang. Nếu như kiếp này mình thiếu cái hạnh bố thí thì kiếp sau mình không có cầu gì được, cái gì mình cũng không được giàu có, và mình muốn làm gì nó cũng không thành tựu. Và cái thứ tư nữa là trên đường tu gặp thượng duyên, tức là trên đường tu gặp thượng duyên, chẳng hạn như mình cầu nguyện cái gì, chẳng hạn như mình tu á thì do cái phước cái hạnh bố thí này mà nó trợ duyên cho ta, nó trợ duyên cho ta trong cái bước đường tu của chúng ta. Và khi mà chúng ta đó cầu nguyện á, thì chúng ta kết nối được với các vị Bồ Tát, các vị Phật và chư thiên. Chẳng hạn như ta cầu nguyện, cái nguyện của ta sẽ được thành tựu. Mà muốn có cái nguyện thành tựu này chúng ta phải có chữ tín. Vì chữ tín là lòng tin, mà lòng tin trong kinh Hoa Nghiêm nói là lòng tin thì sanh ra tất cả các công đức lành. Có gì? Cho nên chúng ta có lòng tin với Phật pháp thì ta sẽ tu tập, càng ngày chúng ta càng tiến bộ được. Và cái quả báo đó vậy, cái quả báo của cái sự bố thí đó, tức là tuổi thọ chúng ta được sống lâu đó, tuổi thọ lâu dài. Tức là cái người mà bố thí đó thì cái tuổi thọ cái người này rất là lâu dài. Thì bởi vì lâu dài biết sao, bởi vì biết sao, tức là trong kinh Tương Ưng Đức Phật mô tả đó, khi một người mà bố thí cho người khác đó, một bữa ăn thôi, bố thí với người khác một bữa ăn, thì do mình bố thí với người khác một bữa ăn, tức là mình giúp cho người ta không còn đói nữa, cái gì mình cho người khác một bữa ăn là tức là mình giúp người ta không còn đói nữa. Thì do cái không còn đói nữa đó, chúng ta được no đủ. Và khi mình giúp cho người ta đó, chẳng hạn như mình phóng sanh cũng vậy đó, tức là mình nuôi dưỡng mạng sống người khác, hoặc là mình cho người ăn một bữa ăn thì cũng là mình nuôi dưỡng cái con người khác, tức là mình giúp cho người ta không còn đói nữa thì cái mình được no đủ và mình được trường thọ. Như vậy cái thứ hai đó là mình có thân tướng xinh đẹp, cái gì có thân tướng xinh đẹp, thì khi mà cái người mà biết làm bố thí đó thì cái thân tướng họ rất là xinh đẹp, tức là mình gặp ai cũng đều hoan hỷ hết. Và lúc bây giờ thì cái thân tướng của mình á, mình ở nơi đâu làm gì mọi người cũng hoan hỷ, và cái thân tướng của mình rất là trang nghiêm và rất là đẹp đó. Mọi người cung kính thì mình đi đâu ai cũng cung kính hết trơn, tại vì cái hạnh bố thí đó. Bây giờ mình cái người mà bố thí làm từ thiện nhiều á, đi tới đâu á người ta nói cái cô đó cổ tốt lắm, hoặc là cái chú nó tốt lắm, hay đi cứu trợ đồng bào lũ lụt rồi ha, rồi giúp nhà tình thương rồi cái nọ, rồi nuôi chạy mồ côi gì đó vân vân. Thì cái việc làm bố thí của mình á, giúp đỡ người khác, tức là mình có thân tướng xinh đẹp và đi đâu người ta cũng cung kính mình hết. Và cái thứ ba cũng là gì, tức là mình không bị nghèo khổ thiếu thốn. Thì cái người bố thí này đó, tức là cái người bố thí á, thì họ không có bị nghèo khổ hoặc là thiếu thốn. Ví dụ như trong đời này hoặc là chúng ta sanh lên đời sau là chúng ta không có bị thiếu thốn về của cải vật chất. Và cái người này đó, cái người bố thí này đó, là cái người này giàu lòng từ bi, và sống nơi nào thì họ cũng luôn đủ của cải vật chất và nó không có thiếu thốn. Thì cái người là thầy giống như hồi nãy thầy nói, cái người có phước đó, cái người có phước đó, là họ cần lo. Mà có người có thiếu phước thì họ lo. Và cái thứ tư đó là tâm mọi lúc đều được an vui à, cái người bố thí tâm họ được an vui quý vị. Thì khi mà quý vị đó, chẳng hạn như bây giờ mình cứu một người bị chết đuối này, mình cứu một người bị chết đuối thì tâm mình vui không quý vị? Mình vui phải không? Mình giúp cho ai đó bớt khổ mình vui không? Mình cảm thấy vui phải không? Thì lúc bây giờ đó cái tâm mình vui thì mọi người đều vui. Thì mình sanh lên ở trong đời này hoặc là đời sau, trong mọi lúc đó, mình đều được vui. Mình đi đâu cũng vui, đi chùa cũng vui, mà đi làm cái công việc về ngoài xã hội cũng vui hết. Thì cái tâm của mình được nhẹ nhàng. Mà cái tâm vui là sao vậy?
cái tâm vui thì nó không có sân hận. Cái tâm vui thì nó không có, đâu có sân hận đâu. Đó, cái sân hận lên đó, cái người mà quý vị biết sao mà cái người sân hận mà bị tăng xong không? Thì khi mà sân lên đó, sân lên nó bị huyết áp nó cao lên, nó dễ bị tăng xong. Và cái người không sân hận thì người từ bi thì lúc nào cái gương mặt họ cũng tươi tỉnh. Và cái người này đó là cái người này do tu hạnh bố thí nè. Và cái thứ ba đó là tăng trưởng trí tuệ biệt tài. Tức là cái người mà có tu cái công hạnh, cái hạnh bố thí rồi đó, thì họ đi đến đâu, hoặc là ở trong xứ sở nào, hoặc là nơi đông người, họ vẫn thản nhiên và họ rất là mạnh dạn, nói chuyện không lo sợ. Quý vị biết sao mà cái người lên trước đám đông á mà nói chuyện rung nó vậy? Tức là tại sao mình sợ? Cái người ta cũng như mình thôi, thế là tại sao mình sợ? Cái này là mình thiếu cái nội lực, tức là thiếu cái hạnh bố thí quá vậy, thiếu làm việc phước đức, cho nên cái người này không có phước. Nên trước đám đông họ nói chuyện họ rung. Dù mình muốn mình nói chuyện ở nhà, có những người nói chuyện ở nhà giỏi lắm, nhưng mà trước đám đông nói không được. Cái này là tại sao mình sợ? Người ta cũng như mình như người ta thôi mà mình vẫn sợ. Hoặc là khi mình làm một cái công việc gì đó mình sợ mình không thành công, thì cái người này kém cỏi đức do không có phát cái hạnh bố thí. Và cái thứ sáu đó là sau khi mạng chung được sanh lên cõi trời cũng vậy. Là cái người tu hạnh bố thí này sau khi mạng chung, tức là được sanh về cõi trời, thì quý vị biết đó, ngày xưa ông Đế Thích á, ngày xưa ông Đế Thích á, ổng cũng là con người bình thường giống như mình thôi. Ổng giống như mình thôi mà do ổng tu hạnh bố thí cho nên ổng sanh lên cái cõi trời Đế Thích. Thì cái vị trời Đế Thích là kể với vị nghe một câu chuyện rồi chúng ta kết thúc. Cái vị trời Đế Thích ngày xưa là một con người rất là bình thường, nhưng mà họ có cái đặc biệt hơn trong cái bình thường đó. Thì đầu tiên á là ông tổ chức một cái gian hàng để mà ông bán đồ ở ngoài chợ đó vậy. Thì lúc bây giờ ông bán rất là đắt, ông bán rất là đắt. Thì mọi người mới ganh tị với ông đi. Do vì ông bán đắt quá cho nên mọi người ganh tị, thì họ mới tìm cách đó, họ chiếm đoạt cái chỗ bán của ông và đuổi ông đi. Như vậy thì ông mới suy nghĩ là mình vẫn nhường cho họ cái chỗ để họ buôn bán, tức là mình bố thí cho họ mà mình cảm thấy vui, miễn làm sao họ làm được việc, họ buôn bán giống như mình, mình cảm thấy mình vui và mình bố thí cho họ được. Như vậy thì ông mới tìm ra một gian hàng khác để ông dọn cái chỗ buôn bán, thì người ta cũng ganh tị với ông nữa và người ta tìm cách để đuổi ông đi. Thì ông mới suy nghĩ là bây giờ thôi thì mình nhường cho người ta, miễn sao người ta buôn bán và người ta làm được như mình thì mình cảm thấy rất là vui, tại vì mình đã tạo được cái hạnh bố thí. Như vậy thì ông tìm cách chỗ khác để ông làm cái gian hàng nữa, thì người ta cũng tìm cách là đuổi ông, và lần nào như thế thì người ta cũng đuổi ông đi hết. Thì lúc bây giờ quý vị biết không, ông không còn chỗ để ông bán nữa. Thì lúc bây giờ đó, ông nói bây giờ tất cả mọi người để ta nhường cho mọi người hết rồi, bây giờ ta không còn chỗ buôn bán nữa. Thì lúc bây giờ đó, ông mới phát nguyện đó là ông quét, ông cầm cái chổi ông quét dọn chợ, ông quét dọn chợ. Thì sau khi mà người ta buôn bán xong á, thì ông quét dọn chợ. Mà chẳng những ông quét dọn rác đến ở ngoài chợ mà ông còn xây đốc đường để người ta đi vô chợ cho nó dễ thôi vậy. Đó. Và khi mà ông đi làm đường đó, thì có 32 vị xin theo ông để kết làm quyến thuộc. Và người ta mới phát nguyện là nói bây giờ ông, cái việc làm của ông tôi rất là tán thán. Cái những người này nói là cái việc làm của ông rất tán thán, và hễ ông đi đâu á là tôi đi đó, và ông làm việc gì tôi làm việc đó. Thì khi mà như vậy đó quý vị biết á, thì càng ngày đó ông rắc rối trên cái việc làm của mình. Và khi ông xây đường đó, ông xây đường thì cái ông trưởng làng đó, ông mới nói là cái mấy cái ông này nè đi vơ vét của cải của nhân dân để làm đường. Như vậy là ông trưởng làng làm rắc rối cho ông, thì mới trình lên vua vậy, trình lên vua. Thì lúc bây giờ vua mới là mời 33 vị này nè để lại hỏi điều tra. Thì vua mới hỏi là
các ngươi đó có đi dơ dát của cải nhân dân để mà làm đường hoặc là xây cầu gì đó không? Thì các vị đó trả lời không được. Quý vị biết sao? Cái ông trưởng làng này đó là ông mua nhân chứng, vật chứng và mua bằng chứng hết rồi. Tức là cái ông trưởng làng này đó là ông lo lót cho những người nhân chứng của ông. Chẳng hạn như giờ vua có hỏi cái người A đó, bây giờ cái ông này nè, mấy cái ông này nè, nó có đi là gom góp của cải của nhân dân để xây lộ không? Thì người ta nói có. Người ta nói tôi cho 5 đồng, rồi ông kia ông nói cho 10 đồng, tức là mua nhân chứng, vật chứng hết. Cho nên mấy ông này trả lời không được. Thì lúc bây giờ đó, cái vị trời đế thích là cái người mà làm đường đó vậy, thì nói lại với 32 vị còn lại đó, nói thôi bây giờ đó, đến lúc là ta phải chết rồi, nhưng mà chúng ta không khởi lên một niệm sân hận. Mà quý vị phải nhớ kỹ là không khởi lên một niệm sân hận, mà ta luôn cầu nguyện cho những người mà họ là sống không đúng chánh pháp đó, thì họ quay đầu lại với chánh pháp, họ làm trở thành con người chân chính. Thì lúc bây giờ đó, đau khổ mà sắp chém đầu quá vậy, thì ông vua ông mới thấy là sao lạ. Khi mà người bị chém đầu á, người sắp tử hình á, thì người ta cũng buồn rồi cái nọ nha, người ta cũng bức xúc rồi buồn rồi cái nọ, nhưng mà các vị này đó lại vui. Thì ông vua mới lấy làm lạ, thì ông mới đình cái việc đó, ông không có kêu đau khổ chém đầu, nhưng mà ông dừng cái việc xử lại để ông hỏi. Thì ông hỏi một lần nữa là ông hỏi các vị này nè, 33 vị này có bây giờ có dơ dát của cải của nhân dân để làm cầu làm đường không? Thì các vị này nói là chúng tôi á, là anh em chúng tôi là do phát cái tâm mà làm, chứ không có hề vơ vét của cải nhân dân để làm. Và thì cái ông hỏi ngược lại cái ông trưởng làng, hỏi chứ giờ tại sao mà người ta, ông ấy vu khống người ta thế? Thì cuối cùng mấy vị biết đó, là bắt cái ông trưởng làng giam vào ngục và cắt chức đó. Rồi cuối cùng đó, sau này các vị mà 33 vị hiền nhân này đó, sau khi mà họ mạng chung đó, thì họ sanh lên làm trời đế thích. Cái ông mà bán gian hàng ở trong chợ đó làm trời đế thích, còn 32 vị còn lại là làm trời ở xung quanh, gọi là tam thập tam thiên, đúng vậy, tam thập tam thiên đó. Thì do cái hạnh bố thí của cái vị hiền nhân này mà sanh lên cõi trời, thì chúng ta có thể học cái hạnh này được, chúng ta có thể bố thí. Cái vị trời đế thích này đó, họ phát tâm bố thí nhưng mà họ không có phiền não, họ không có dụng tâm cầu kỳ, hoặc là cho rằng mình nêu cao bản ngã, hoặc là cho rằng mình hơn người. Như vậy thì do cái bố thí ba la mật này mà ông được sanh lên cõi trời. Như vậy thì chúng ta là Phật tử, chúng ta không tập theo cái hạnh bố thí của cái vị trời được. Ví dụ như ta không bố thí được đó, giống như các vị Bồ Tát, thì ta bố thí giống như cái vị trời đế thích này được. Và quý vị biết đó, cái bố thí ba la mật đó, nó còn có nghĩa là chứ mà ta không dụng tâm. Nó có mẫu chuyện đó, thì có một cái vị sa môn, có vị sa môn tu ở trong rừng á, thì cái vị sa môn này thấy cái con chim ưng á, nó từ trên xa nó xà xuống để mà nó cắn cái con bồ câu. Mà quý vị biết cái con bồ câu đang đậu ở trên cái vai vị sa môn đó, thì lúc bây giờ đó ông sa môn ông mới lấy cái tay ông che cái vai lại. Thì khi mà con chim ưng nó xuống ăn con bồ câu không được á, thì nó mới quát lên cái tiếng lớn. Thì do cái vị sa môn này tu hành đắc đạo cho nên ngài hiểu được cái ý con chim nó muốn nói gì. Thì con chim nó mới nói là ông tu á, mà ông còn cấm tôi ăn rồi tôi chết thì sao? Như vậy thì cái vị sa môn này nói đó, nếu mà ông muốn ăn cái con bồ câu á, thì thôi bây giờ tôi gốc thịt của tôi á, cho ông ăn để thế mạng cái con bồ câu mà ông muốn giết. Như vậy thì con chim ưng nó mới nói là thôi giờ ông cho tôi ăn liền đi, tôi giờ tôi đói quá rồi, ông cho tôi ăn liền đi. Thì lúc bây giờ vị sa môn mới cầm dao gốc cái cánh tay của mình, cái gì gốc cánh tay của mình đó, gốc cánh tay của mình để cho con chim ưng nó ăn. Thì vừa cái vị sa môn vừa rút dao để gốc cái thịt cho nó tay, thì con chim ưng này đó nó mới biến thành vị trời đế thích, biến thành vị trời đế thích. Thì nó mới quỳ xuống đảnh lễ vị sa môn này, nó mới bảo là tôi đến đây á,
để thử cái công hạnh bố thí của ông như thế nào thôi. Đó. Thì chúng ta biết rằng đó, mình tu tập á, tức nghĩa là mình bố thí ba la mật, nghĩa là mình không có tiếc vào cái chấp vào cái vật mà mình đã bố thí, thì mình mới có được cái phước. Mà đây là việc làm của Bồ Tát. Chúng ta học theo cái việc làm Bồ Tát, mà chúng ta chỉ học theo cái hạnh của Bồ Tát thôi. Chẳng hạn như mình đi vào chùa, mình thấy hôm nay trong chùa nó còn thiếu cái gì đó đó quý vị. Chẳng hạn như thầy chủ trì còn thiếu gì đó thì mình phát tâm được á, thì mình bố thí. Cái việc này nó cái phước nó rất lớn. Chứ không phải là đợi người khác đấy, mình nghe người ta nói cái mình bắt chước làm theo, tức là làm theo kiểu xu hướng, đúng không? Mình do phát tâm. Ví dụ mình vô đây mình thấy chỗ này nó còn thiếu tấm gạch, mình thể phát tâm mình cúng cái gạch. Còn đây vô đây mình thấy nó còn thiếu cây bông gì chỗ này, nếu mà chỗ này trang trí một cây bông nữa, nó rất là đẹp, thì mình phát tâm mình cúng cây bông. Cái đó cũng là cái bố thí. Và mình thấy tụng kinh mà nó thiếu cái kệ, mình đi cúng cái kệ cũng được. Và cái việc làm này rất có phước quý vị. Và quý vị biết là sao mà cái người có thân tướng đẹp á, tức là họ còn bố thí tất cả những cái công việc ngoài những cái công hạnh của Bồ Tát cho, họ còn bố thí những cái công việc giống như là mình hay đem dầu vô chùa cúng quý vị. Mình hay dầu hoặc là đem đèn ha, nhang ở chùa mấy vị đó cúng lên là cái thân tướng sau này rất là đẹp. Do đó cái hạnh Bồ Tát á, cái hạnh bố thí là cái hạnh của một vị Bồ Tát đi vào đời để quán độ chúng sanh, mà ngài không chấp vào cái việc làm của mình. Và người ta lúc bây giờ đó là thể hiện cái lòng từ bi. Cho nên quý Phật tử chúng ta đó, tu theo hạnh bố thí là chúng ta nên nuôi dưỡng cái lòng từ bi. Và chúng ta dùng cái lòng từ bi này để mình nhiếp phục người khác đến với Phật Pháp. Và khi việc làm bố thí của chúng ta đó mà nó không có dụng tâm tính toán ở trong đó thì chúng ta đã hoàn tất và chúng ta học theo cái hạnh của Bồ Tát Đạo. Và quý vị Phật tử chúng ta đó đều tập theo cái hạnh bố thí. Nếu mình muốn thành tựu một bậc chánh đẳng chánh giác để trở thành một chánh trí giải thoát thì mình phải không bỏ cái hạnh tu bố thí này. Tập tu hạnh bố thí này thì chúng ta sẽ thành tựu được tất cả. Thì cái bài pháp hôm nay chúng tôi xin chấm dứt ở đây. Chúc cho quý vị Phật tử chúng ta, mỗi người chúng ta đều là một vị Bồ Tát để đi vào đời quán độ chúng sanh, để nhiếp phục, để khuyến khích, tức là nhiếp hóa chúng sanh trở về với Phật Pháp. Một lần nữa xin chúc cho quý vị thân tâm an lạc, công việc tu tập của mình hàng ngày càng được tinh tấn và mau chứng đắc thành Phật Đạo A Di Đà Phật. Sống không giận không hờn không.